Hôm nay sàn Arai Okusho Nhật mở cửa. Hôm nay em sẽ đi xem xe cho 16 bác ở Việt Nam. Đây là con Hitachi EX30 sản xuất năm 92. Vâng. Rất nhiều xe bác nhá. Các bác hỏi xe là cho em biết luôn thông tin xe và đời xe, số giờ chạy nhá. Vì xe ở đây nó rất là nhiều nên là nếu mà em mà không biết, không có thông tin đó, là tìm là rất khó. Nên là các bác có thông tin cụ thể là inbox trực tiếp cho em để em tìm. Rất là nhiều luôn.